Hello, my friend. Welcome back to my channel. I'm learning to speak English, so my English is not good. Please read the subtitle in the video. Thank you very much. Today, I'm going to show how to DIY ampli Tavon DC by Television LC. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn là bộ chế một cái âm ly 12V sử dụng từ main của TV LG các bạn nhé. Rồi thưa kê, đây là toàn bộ cái main của máy này. Và thì chúng ta có thể tận dụng em nó làm một cái bộ công suất 12V các bạn nhé. Ok, trước tiên thì các bạn có thể tháo rời em nó ra các bạn nhé. Trước khi tháo thì các bạn có thể xả hết điện như các bạn nhé. Và thì mình sẽ tìm dụng cụ để xả điện. Ok, các bạn có thể dùng hai cái tu vít này. Và thì chúng ta có thể tháo xả điện áp các bạn nhé. Ok, mình đã lấy được cái lens ra các bạn. Và thì chúng ta sẽ cắt gọn nó sang một bên các bạn. Rồi thôi, okay, các bạn là chuẩn bị cho mình thứ nhất là hai chiếc loa speaker với lại một bộ nguồn 12V các bạn nhé. Nguồn 12V mình lấy từ máy tính này, VCC Tavon DC. Và thì trước khi độ chế thì sẽ cho các bạn xem qua sơ đồ các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có con IC LA42102 và thì con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả 13 chân này. Chân 1 là chân hồi tiết mát này, mát của anh nhé. Chân số 2 là input music này, đường vào nhạc này. Chân số 3 mát này, GND này. Chân số 4 là đường vào nhạc thứ hai của anh nhé, red right trái phải các bạn. Chân số 5 của chúng ta thì các bạn là dùng cho mình một con này đèn trở 180 ohm mắc từ nguồn 12V các bạn nhé. Vào chân số 5, chân số 6 và chân mô te này, chân số 7 là nguồn 12V nha, VCC Tavon DC. Chân số 8 và chân số 9 là S9 speaker này. Chân số 10 mát này các bạn này. Chân số 11, 12 là thêm một đường ra loa này các bạn nha, red right trái phải speaker. Chân số 13 bỏ các bạn nha. Rồi thưa kê, trước tiên thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho con IC các bạn nha. Thì đây là con IC của chúng ta này các bạn này. Mình sẽ zoom lên cho các bạn quan sát số nha. Ok, thì con IC của chúng ta thì là LA42102 các bạn nhé. Ok, LA42102 nhé. Ok, thì phần nguồn của chúng ta thì sẽ là tủ lọc nguồn này các bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các đầu dây các bạn này. Thì các bạn sử dụng cho mình qua nguồn 12V này, VCC Tavon DC. Thì mình sẽ lấy nguồn từ máy tính sang các bạn nhé. Nguồn của máy tính này, dây vàng Zero Tavon. Thì sẽ câu vào tủ lọc nguồn này các bạn này. Ok, mát là sẽ đen các bạn nhé, black GND. Ok,
Ok các bạn ơi, mình tí mình sẽ cần chỉnh lại camera cho bạn quan sát được sắc nét hơn nha. Thì các bạn có thể hàn vào trên mát tủ hoặc là hàn vào cái miếng tản nhiệt này cũng là mát này các bạn này. Ok như vậy là xong, hoàn thành xong cái phần cấp nguồn các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn dây ra loa speaker out. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai chiếc loa này các bạn này. Thì đây là đầu dây loa các bạn nhé. Để chắc chắn thì mình sẽ test cho các bạn nhé. Ok, loa đã xong rồi các bạn này. Ok, chân xuất âm của chúng ta thì lần lượt sẽ là chân số 8, chân 8 và chân số 9 không nha. Speaker out S9 và chân tiếp theo là chân số 11 11 thao. Thì mình sẽ câu lần lượt là các chân ra loa các bạn nha. Chân số 8 và chân số 9 này. Ok, từ chân số 8 này các bạn này ra đây và chân số 9 cũng ra đây. Tiếp theo thì sẽ là chân số 10 chân số 11 và chân số 12. 11 này các bạn này. Ra đây này, chân số 12 ra đây này. Ok, mình sẽ câu luôn nhé. Cái như vậy, vậy là mình đã câu xong này và thì sẽ check lại cho các bạn nhé. Để các bạn chú ý quan sát đồng hồ vàng này, mình sẽ đo ở chân IC nhé. By IC từ IC ra nhé, chân số 89 này. Ok, 89 này, 10 này, 11, 12 này. Và thì chúng điều quan trọng là chúng ta sẽ cho cái máy standin hoạt động các bạn nha. Thì chân thì chúng ta sẽ lấy con điện trở 180 ohm hoặc là 150 ohm cũng được các bạn nha. Từ chân số 7 vòng qua vào chân số 5 nhé. Ok, thì mình đã chuẩn bị sẵn con điện trở là các bạn này, nâu nâu xám nâu các bạn nhé. Mình sẽ lấy nét cho các bạn quan sát này. Ok, máy của mình không lấy nét được. Ok, thì các bạn cấp nguồn từ chân số 12 từ chân nguồn 12V sang chân số 5 các bạn nhé. Chân số 5 của chúng ta thì lần mạch thì sẽ chạy ra đây này. File chân loa, dây loa của mình bị tuột ra rồi các bạn. Mình sẽ hàn lại nhé. Ok, mình sẽ vòng qua đây và lấy nguồn. Ok, từ 12V này qua đây này, qua này vào chân số 5 nhé. Mình sẽ kiểm tra các bạn này. 1, 2, 3, 4, 5 chân số 5 này các bạn này. Chân số 5 check từ chân số 5 ra đây nhé. Ok, như vậy là thông mạch các bạn nhé. Thế như vậy là mình đã đấu nối xong này các bạn này. Và thì tiếp theo thì chúng ta sẽ câu đường nhạc vào nhé. Music in này. Nguồn nhạc thì mình lấy từ nguồn jack 3.5 ly nhé. Ok, qua đây và qua cái chiếc áp này,
Dạ, Wallman. Wallman controller. Và qua dây này các bạn này. Thì chân định nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 4 các bạn nhé. Thì các bạn câu luôn cho mình. Chân số 2 và chân số 4 này. Ok các bạn lấy qua đầu con tủ nhé, chân số 2 và chân số 4 này. Và mát thì chúng ta có thể lấy mát ở đây. Ok mình sẽ cắm điện nguồn các bạn nhé. Và thì mình sẽ bỏ nó qua một bên. Chúng ta sẽ cắm nguồn điện vào. Thì sẽ cấp nguồn cho cái nguồn máy tính của mình nhé. Ok các bạn có chú ý quan sát này. Mình sẽ cấp nguồn điện nhé. Ok như vậy là mình đã cấp nguồn điện này và có gió nó quay này. Các bạn có thể kiểm tra nhé. Thao vôn DC 12V này các bạn này. Và thì chúng ta có thể check đèn nhạc vào các bạn nhé. Các bạn là chú ý quan sát này. Ok như vậy là mình đã chuẩn bị xong các mình đã tiến hành hàn xong các bước để chúng ta nhé. Và thì tiếp theo thì sẽ test nhạc nhé các bạn nhé. Rồi ok mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, và thì sẽ test thử loại nhạc các bạn nhé. Ok test music. Ngoài ra thì chúng ta thì to nhỏ đây các bạn nhé, mình vẫn bé hết cỡ này và thì sẽ tăng.
mình sẽ thử đoạn đó các bạn nhé. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn nút like, và nếu bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Goodbye, see you.